Liên quan đến vụ phá rừng gần 2 hecta tại tiểu khu 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, ngày 29 tháng 3, lực lượng liên ngành huyện gồm Công an, Kiểm Lâm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo đạc số lượng gỗ bị thiệt hại. Kiểm tra, xác minh tại vị trí trên, bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận tổng diện tích rừng bị phá khoảng 1,9 hecta. Rừng bị phá hầu hết là rừng lá rộng nguyên sinh với các loại gỗ thuộc nhóm B và gỗ tạp. Ngoài ra, còn có hàng chục gốc gỗ thông ba lá, hàng chục năm tuổi, có đường kính từ 60 đến 80cm bị đốn hạ. Điều đáng nói là số cây thông bị các đối tượng dùng cưa máy đốn hạ, nằm xen kẽ với diện tích cây cà phê và cây bơ hơn 2 năm tuổi. Ngoài ra, trong diện tích 1,9 hecta rừng bị cưa hạ, được cơ quan chức năng kiểm đếm với hơn 220 gốc cây gỗ các loại thuộc nhóm B và gỗ tạp. Thời điểm này, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Doãn Trung, quê Nghệ An và Phan Văn Thanh, trú xã Tân Lâm, huyện Di Linh, đang điều khiển một máy múc đào bới, san gạt trái phép đất lâm nghiệp trên diện tích rừng đã cưa hạ trước đó. Hiện nay, lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, truy xét để xác minh các đối tượng, chủ mưu và những đối tượng khác liên quan đến vụ phá rừng.